Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio làm video cuối cùng trong cái nhóm các video test giới thiệu và chia sẻ những cái kinh nghiệm về chơi dòng loa bán hở khi phối ghép với loa trầm, khi phối ghép với âm ly bóng đèn. Và tại video này, Khang Audio xin mời các bạn nghe một bản nhạc Du 9 của 30 năm tình ca Quốc Bảo. Bản nhạc này do Bằng Kiều trình diễn và chúng tôi cũng thông qua cái bản nhạc này để muốn khoe được cái khả năng trình diễn âm thanh nó rất là tự nhiên của dòng loa ván hở, dòng loa cổ kết hợp với âm ly bóng đèn L84 mạch Pushpull. Và thông qua đây thì cũng để gợi mở những cái bạn đến các bạn chơi audio cũng như những bạn mà thích chơi dòng loa ván hở những cái trải nghiệm thực tiễn của chúng tôi. Xin mời các bạn nghe thử nha. Nghe trường như tiếng trăng rơi vô hình, nghe trường như đã lăn sang mình, nghe trường như sẽ lụa khuya, nghe trường như nước tuôn trôi cả những đam mê cả xác. Trường như mấy trăm năm qua về, nghe trường như có ai đưa hồn về, nghe trường như gió đến trời cho đầy ấm, nghe trường như ta có vui không sống đêm, nghe thì vui đấy nhưng không vui. Cho không để tính cơn đau, nghe chừng ta dốc hơi ra thì vừa cả bài ưu ái cho ta buổi thế, chừng như gió đến trời cho đầy ấm, nghe chừng như ta có vui không sống anh, nghe thì vui đấy nhưng không vui thật, tình từ xưa đã mang thương tật, đau nhói từng cơn, nghe trường mưa có thiên thu chọn kiếp cho không để tính cơn đau, nghe trường ta dốc hơi ra thì vừa cả bài ưu ái cho ta bội thêm, hơi ra thì vừa cả bài ưu ái cho ta bội thế.
Vâng, Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những các cái video cuối cùng về những cái kinh nghiệm chơi dòng loa ván hở, cách xử lý tối ưu âm thanh cũng như là khắc phục những cái hạn chế để có được một cái đôi loa và hệ thống âm thanh là hay nhất. Khang Audio luôn luôn sẵn sàng tiếp thu những cái gợi ý của các bạn, những cái kinh nghiệm của các bạn để hoàn thiện cái hệ thống âm thanh của mình, cũng như là rất là cảm ơn các bạn sẽ đóng góp comment để ủng hộ cho kênh của Khang Audio các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.